清晨烟雨黄昏尽是温柔，少年戎装驰骋星辰如眸，眼神温暖坚定满笑浮生，是一段风华一直留下蓦然回首。冬天雪花飘落的季节，你怀中却似春天，花香布满了世界，良辰好景如夏天，树影遮住了眷恋，星星与你在秋天，琴声绵绵散落，叶片片轻渐渐。Nhất kiến khuynh tâm. Tập 2. Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Các tiểu thư bình tĩnh, thiếu soái, bình tĩnh lại, thiếu soái. Các tiểu thư hãy bình tĩnh. Bùi thiếu soái, đừng kích động, mọi người đừng kích động. Các tiểu thư bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi các tiểu thư, đừng kích động. Bùi thiếu soái. Thiếu soái, thiếu soái. Bùi thiếu soái, Tô thiếu soái, thật là cũng không chịu báo trước. Tôi còn biết đường đã đón các cậu chứ. Phu nhân là bậc bề trên, đâu thể làm phiền. Hơn nữa, chúng tôi vừa từ bên Parama qua đây, cũng không đưa tùy tùng theo. Phu nhân, Quang Diệu đến rồi à? Cậu ấy đến từ lâu rồi, vừa rồi còn cùng Uyển Đình chào hỏi khách nữa. Phu nhân không cần nhọc lòng tiếp đãi chúng tôi, chúng tôi tự vào là được. Được rồi, cứ chơi thông thả nhé. Chơi vui nhé. Thị trưởng Chu. Bùi thiếu soái, trường nữ sinh Sùng Đức, Đàm Tăng Du. Trường nữ sinh Sùng Đức, Đàm Tăng Du. Điện thoại cục 5 3819. Đây là... Hôm nay tôi đến đây là để chào hỏi anh, tiện thể thông báo cho anh một chuyện. Từ hôm nay, tôi, Đàm Tăng Du, sẽ theo đuổi anh, Bùi Thiệu Quân. Sao? Không ra thể thống gì. Cô là con gái đó, cô biết không? Cô biết cậu ta là ai không? Mà muốn theo đuổi cậu ta. Vậy thì sao chứ? Tôi là con gái thời đại mới, tư tưởng tự do. Quang Diệu, Quang Diệu. Gọi cậu đi uống rượu mà không đi, lại tự chạy đến đây nói chuyện với cô Mộc trước. Vui vẻ quá nhỉ, nói năng linh tinh. Quan Diệu chắc chắn có việc, tôi cũng đoán vậy. Cậu ấy vẫn luôn chín chắn, sao có thể thích một người kiêu căng ngạo mạn như con gái nhà họ Mộc chứ. Nhìn vẻ mặt cậu là lạ, có chuyện gì rồi sao? Thiếu soái, đốc quân sắp tới rồi, chúng ta đi đón thôi. Chào đốc quân. Đốc quân Diệt Thành, Từ Bá Quân. Mộc công, đốc quân, lâu rồi không gặp. Đốc quân rồng đến nhà tôm, đúng là vinh dự cho chúng tôi. Mộc công khiêm tốn quá. Mộc công mới là ông trùm đứng đầu ở Thượng Hải.
Sau này chúng ta thành thông gia, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Mong Mộc Công chiếu cố nhiều hơn. Đốc quân nói đùa rồi, tôi là người làm ăn, nào dám chiếu cố phủ đốc quân chứ. Phải là đốc quân che chở chúng tôi mới phải. Hai cháu cũng đến rồi đấy à? Hai đứa vừa là bạn học, vừa là bạn từ nhỏ của Quang Diệu. Hôm nay mượn đất lành nhà Mộc Công, ba anh em tụ tập vui vẻ. Bác, bên ngoài gió to lắm, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Mời. Bác Từ. Anh Quang Diệu. Bản đồ phòng thủ Thượng Hải. Báo cáo, vào đi. Tư lệnh, báo cáo chiến sự. Báo cáo. Tư lệnh, báo cáo chiến sự. Bản đồ phòng thủ Thượng Hải. Minh tinh điện ảnh Cố Nguyệt Sương đẹp thật đấy. Đây chẳng phải là ngôi sao lớn Cố Nguyệt Sương sao? Đúng đúng, đúng là cô ấy. Xin hỏi, cô có thấy một nữ sinh cao tầm này, tóc ngắn, rất đáng yêu không? Không có, thưa cô. Cảm ơn. Lão Bùi, Quang Diệu cũng bị kéo đi xã giao rồi. Cậu đừng chỉ mãi uống một mình thế chứ. Đi, chúng ta đi lanh quanh. Cậu muốn đi thì đi, đừng kéo tôi theo. Đừng mà. Hiếm khi mới gặp được nhiều cô gái xinh như vậy. Không thể lãng phí thời gian tốt đẹp này được. Ai không có mắt thế? Xin lỗi, là tôi không có mắt. Cô là tiên nữ hạ phàm à? Bị người khác đụng đến ngốc rồi à? Bớt bớt lại đi, chạy cả nước miếng rồi. Lão Bùi, nhanh, cậu mau tìm giúp tôi. Tôi đánh mất một thứ rồi. Cậu mất cái gì? Vừa rồi khi tôi nhìn thấy cô ấy lần đầu, tôi đã mất hồn rồi. Bản đồ phòng thủ Thượng Hải. Sao rồi? Tôi đã nói chúng ta sẽ không thua. Tiểu đoàn số 3 này có kẻ phản bội, suýt chút nữa là báo tin cho phủ đốc quân rồi. May mà tiểu đoàn trưởng phát hiện kịp thời, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Bến Thượng Hải này người có năng lực mới chiếm được. Thế nên ông trời đang giúp chúng ta đấy.
Tôi nói này, sao cậu lại dám mạo hiểm như thế? Có phải không có chuyện gì mà cậu sợ không? Anh biết tôi đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không? Tôi đã chuẩn bị tròn 10 năm rồi. Đúng vậy. Anh em trong Đàm gia quân tôi cuối cùng cũng có nơi yên ổn rồi. Vì chiến thắng tối nay, cạn một ly nhé. Từ Bá Quân hiện tại vẫn đang tham dự vũ hội ở dinh thự Mộc, gây quỹ cho liên quân năm tỉnh của hắn. Hắn hoàn toàn không ngờ được Thượng Hải này sắp thay đổi lớn rồi. Đi thôi, chúng ta cũng nên tận tình làm chủ nhà nào. Đi nào. Bản đồ phòng thủ Thượng Hải. Không ngờ lại là bản đồ phòng thủ Thượng Hải. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thượng Hải thuộc quản lý của phủ đốc quân Diệt Thành. Chúng ta được từ đốc quân che chở, Thượng Hải mới được bình yên. Chúng ta mới có thể yên tâm mà kinh doanh buôn bán. Tôi đề nghị chúng ta đại diện giới công thương Thượng Hải kính từ đốc quân một ly. Được được. Anh Bá Quân, các vị, Mộc Công nói quá lời rồi. Thực ra là Từ Bá Quân tôi không thể không có sự ủng hộ của giới công thương Thượng Hải. Hôm nay đến đây, một là để cảm tạ tấm lòng yêu mến các vị dành cho Từ Mỗ nhiều năm nay. Hai là tôi và Mộc Công mười mấy năm nay đã giúp đỡ lẫn nhau, tình hữu nghị sâu đậm. Hôm nay trai gái của hai nhà đã trưởng thành. Tôi hy vọng tình nghĩa này có thể tiếp tục kéo dài đến đời con cháu. Tôi xin cạn ly trước, kính mừng. Hay, hay, hay lắm. Nào nào, cạn ly. Tốt, tốt, tốt. Bây giờ tôi xin tuyên bố, vũ hội đêm nay bắt đầu. Tiếp theo xin mời các vị nhường sàn nhảy cho đôi trẻ của chúng ta, Từ Thiếu Soái và cô Mộc. Được, được. Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Nên mời Uyển Ninh mới phải. Thế này nói chuyện tiện hơn. Nhưng em không biết nhảy cho lắm. Không sao, anh dẫn em nhảy. Mẹ à, đừng giận dỗi trẻ con. Khách khứa đang ở đây, nhưng rõ ràng là khiêu vũ phải là con mà. Được rồi đó. Bên trong là gì? Là một tấm bản đồ phòng thủ Thượng Hải.
bản đồ phòng thủ. Em chắc chứ? Chắc chắn. Mộc Công, cô gái này là con gái của tôi và vợ trước, Uyển Khanh, vừa mới ở Nhật về. Đã lớn thế này rồi, nếu như không phải năm đó là đốc quân, hai vị đốc quân đến thăm Tệ Xá, chúng ta không nên bàn chuyện chiến tranh khói lửa nữa nhỉ? Mộc Công, anh Bá Quân, à thì chuyện thành lập liên quân năm tỉnh cùng chống giặc, anh suy nghĩ thế nào? Hai vị đốc quân bàn bạc quân sự. Mộc Mỗ không hiểu. Tôi xin phép đi chào hỏi những khách mời khác. Mộc Công, không đợi chúng ta mở lời đã đi rồi. Lòng ông ta biết rõ, chúng ta muốn nhờ ông ta diệt lương bổng quân đội. Thái độ này của ông ta là thể hiện không muốn chi tiền đây. Theo tôi thấy, chi bằng đêm nay làm khó ông ta một chút. Đêm nay chúng ta sẽ bầu ra tổng tư lệnh liên quân. Lúc em ở Nhật Bản có học thêm chuyên ngành kiến trúc. Trên đó có vẽ bản đồ địa hình đường Đồng Mức, còn có ký hiệu quân sự xung quanh Thượng Hải. Hơn nữa độ rộng hẹp của cầu cống đường phố đều được ghi chú rất rõ ràng. Rõ ràng là một tấm bản đồ quân sự. Nhưng khác giới, bản đồ quân sự bình thường là phía sau mỗi một ký hiệu đều có quân số đóng quân, còn có một số mũi tên, em đoán là phương hướng tiến công. Tiêu rồi, có phải anh biết người đó là ai không? Tro cốt của mẹ em có ở đó. Anh hứa với em, nhất định sẽ tìm tro cốt của mẹ em về. Em đợi một lát. Các vị, xin hãy nghe Bùi Mỗ nói vài câu. Hôm nay các vị khách quý tập trung tại Mộc Phủ cùng tổ chức vũ hội, cảm ơn Mộc Công nhiệt tình chiêu đãi. Tôi vẫn muốn nhắc nhở các vị một chút. Chiến sự khốc liệt ở tiền tuyến đã gõ vang hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, quân cách mạng không thể xem thường được. Nếu như năm tỉnh Hoa Đông chúng ta còn không liên minh, mặc cho quân cách mạng phá thành nhổ trại, thì về sau người gặp xui xẻo rất có thể chính là mỗi người đang ngồi đây trong số chúng ta. Hôm nay các trấn thủ sứ, các tư lệnh đều có mặt tại đây. Chúng ta có thể mượn đất lành của Mộc Công bầu ra ứng cử viên cho vị trí tổng tư lệnh liên quân năm tỉnh. Đề nghị này được đấy. Đúng đó, đúng là rất hay. Bùi Mỗ, xin đề cử người đầu tiên là đốc quân Diệt Thành, Từ Bá Quân. Các vị có ý kiến gì không? Hay lắm. Không có. Không có ý kiến. Được, được. Xem ra việc Từ Bá Quân đảm nhận chức tổng tư lệnh liên quân là mong muốn của mọi người. Đúng vậy, đúng. Hay lắm. Anh Bá Quân, xin mời. Vỗ tay. Nếu như không ai có ý kiến gì thì Bùi Mỗ tôi có thể tuyên bố ngay bây giờ, tổng tư lệnh liên minh năm tỉnh Hoa Đông sẽ do đốc quân Diệt Thành, Từ Bá Quân đảm nhận. Tôi phản đối. Cậu là ai? Có biết lén xông vào vũ hội của dinh thự Mộc sẽ có kết cục thế nào không? Tôi là thiếu soái của Đàm Gia Quân, Đàm Quyền Lâm, trấn thủ sứ Giang Thành, Đàm Tử Nghiêu là bố tôi. Tôi còn tưởng là ai? Quá ra là đứa con mồ côi của Đàm Tử Nghiêu. Chắc không có ai mời cậu tham gia vũ hội của dinh thự Mộc đâu nhỉ? Bố tôi từng là tư lệnh Giang Thành, bây giờ chú tôi Đàm Tử Kiệt vẫn đang trấn giữ Giang Thành.
Việc chọn tổng tư lệnh liên quân này, sao có thể thiếu nhà họ Đàm chúng tôi được? Đúng vậy. Đúng là nhà họ Đàm có danh tiếng rất vang dội. Đường đường là trấn thủ sứ mà lại chết trong tay một tên cướp. Bố cậu là người đầu tiên đấy. Nhà họ Đàm xuất thân từ Mã Tặc, đây là đúng lúc xử lý lẫn nhau thôi. Đúng là đáng tiếc. Người anh em này, hôm nay mọi người vô tình xúc phạm bố cậu. Chỉ là gặp chuyện bàn luận với nhau. Nhưng đúng là buổi bầu chọn hôm nay không liên quan tới nhà họ Đàm các cậu. Vậy nên mà cậu lập tức đi cho. Chúng tôi ắt cũng sẽ không so đo với một đứa trẻ. Từ đốc quân, đừng coi tôi là trẻ con. Phiên hiệu của nhà họ Đàm các cậu đã bị hủy bỏ từ 10 năm trước rồi. Sao cậu còn mặt mũi dám xông vào đây coi chứ? Nếu còn không biết điều, tôi sẽ gọi người đuổi cậu ra ngoài đấy. Lần này tôi đến đây vừa hay nhân lúc mọi người đều có mặt để tuyên bố một tin tốt. Bộ tư lệnh phòng thủ Thượng Hải đã do tôi tiếp quản rồi. Bắt đầu từ bây giờ, an toàn cá nhân của các người đều do tôi bảo đảm. Cậu tiếp quản ư? Đùa gì vậy? Ngô Hứng Ân đâu? Từ đốc quân, đừng tốn công nữa. Để tôi gọi cho Ngô Hứng Ân. Ngô Hứng Ân, xin lỗi từ đốc quân. Bây giờ bộ tư lệnh phòng thủ Thượng Hải chỉ nghe mệnh lệnh của Đàm thiếu soái. Được, Đàm Quyền Lâm, cậu lại dám âm thầm giở trò với tôi. Cậu thế này là tạo phản đấy. Thượng Hải phồn hoa này vốn là nơi của người có năng lực. Từ Bá Quân ông làm được, tại sao Đàm Quyền Lâm tôi lại không được? Nhóc con, cậu còn biết chút lễ nghĩa liêm sĩ nào không vậy? Khí thế của quân cách mạng vô cùng hung hãn, cậu lại đứng đây quay họng súng nhắm vào người mình. Bùi Đốc Quân, bây giờ nói tôi là người mình rồi à? Thế nào, cảm nhận bị một thằng nhóc cắn một phát không dễ chịu nhỉ? Sao có thể như vậy được? Bắt cậu ta lại cho tôi xem ai dám. Đứng im, đứng im, đứng im. Đặng Nguyên Lâm, bỏ súng xuống. Thì ra là công tử của Từ Đốc Quân. Anh muốn lấy mạng tôi à? Tôi không muốn lấy mạng của anh. Thượng Hải là địa bàn của nhà họ Từ chúng tôi. Anh để các khách khứa khác đi trước, đừng làm liên lụy người khác. Chuyện của chúng ta có thể ngồi xuống để nói. Đặng Nguyên Lâm, cậu muốn chết à? Từ Đốc Quân, tôi thấy ông vẫn chưa nắm rõ tình hình. Dinh thự Mộc này đã bị tôi bao vây rồi. Đường sắt, đường cái, bến cảng đều có bộ đội của tôi đóng giữ. Dù các người ra khỏi dinh thự Mộc cũng không thể ra khỏi Thượng Hải. Cô ra đây cho tôi. Bỏ súng xuống cho tôi. Nếu không, tôi sẽ bắn chết cô ta. Liên quan gì đến tôi? Đúng vậy, sao anh lại cầm súng chỉ vào tôi? Đừng đóng kịch với tôi nữa. Cô ta là em gái anh. Tôi nói không sai chứ? Cô gái, tôi nhận cô làm em gái hồi nào vậy? Thật sự xin lỗi, trí nhớ của tôi kém quá. Cô nói tôi biết đi. Tôi từng nhận cô làm em gái ư? Đúng đúng, tôi không hề quen biết người này. Anh ta là ai vậy? Anh bắt nhầm người rồi. Vừa nãy anh ta bước vào, lúc nhìn anh ta, ánh mắt của cô bắt đầu né tránh. Các người lại đều mang họ Đàm, còn nói với tôi là không có quan hệ. Tóm lại tôi đếm tới ba. Nếu anh không bỏ súng xuống, tôi sẽ nổ súng bắn chết cô ta.
Cô gái, đừng trách tôi không cứu cô. Có trách thì hãy trách cô cùng mang họ Đàm giống tôi. Nổ súng đi. 3, 2, 1. Nổ súng đi. Đừng làm hại người vô tội. Đàm Quyền Lâm, rốt cuộc cậu muốn sao hả? Từ Đốc Quân, chỉ cần ông và Bùi Đốc Quân cùng nhau gửi điện đi cả nước, thừa nhận quyền kiểm soát của tôi đối với Thượng Hải, tôi sẽ lập tức thả các người ra khỏi thành. Cậu không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Tôi cứ không gửi điện báo đấy, cậu có thể làm gì tôi hả? Tính mạng của mỗi người ở đây đều đáng giá hơn Đàm Quyền Lâm này. Nhưng nếu tôi mở cửa Thượng Hải cho quân cách mạng, chẳng phải những đốc quân và các trấn thủ sứ ngồi tích trên cao như các người sẽ bị tôi diệt sạch hay sao? Cậu uy hiếp tôi không có vốn liếng, sao mà bàn điều kiện được? Từ Đốc Quân, hoặc là ông cứ yên ổn làm tổng tư lệnh liên quân của ông, nhường Thượng Hải cho tôi để tôi quản lý giúp ông, hoặc là tôi sẽ quy phục quân cách mạng để các người lên chiến trường thêm lần nữa. Thế nào, chọn một trong hai. Chọn đi. Đàm thiếu soái, anh cũng chỉ muốn quyền kiểm soát Thượng Hải thôi, không cần làm khó coi vậy đâu. Nói nghe xem nào. Đàm thiếu soái, thật ra tôi rất thông cảm với anh. 10 năm trước, Đàm Gia Quân bị hủy bỏ phiên hiệu. Anh dẫn một nhánh quân đội không có nhà để về, lang thang khắp nơi. Hẳn là đã chịu không ít khổ cực. Chi bằng bây giờ để anh gia nhập vào dưới trướng nhà họ Từ chúng tôi. Bố tôi có thể tiến cử để anh nhận chức tư lệnh Thượng Hải. Thế nào? Người có học đúng là khéo ăn khéo nói, nhưng mà tôi không chấp nhận. Vẫn là lựa chọn khi nãy, chọn một trong hai, những việc khác miễn bàn. Uyển Khanh, cậu muốn làm gì? Thả Từ thiếu soái ra, nếu không tôi sẽ nổ súng bắn chết anh. Cô Mộc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Chiều nay ở khách sạn Diễn Đông, chúng ta còn có đôi có cặp. Tối đến đã cầm súng chỉa vào tôi, thật sự khiến người ta chạnh lòng quá đi mất. Anh đừng có nói bậy, rõ ràng là anh bắt cóc tôi. Biết chơi súng không? Đừng cướp cò làm bản thân bị thương. Đừng có nói nhảm, hộp cho cốt của mẹ tôi đâu? Thế này nhé, cô bảo anh ta bỏ súng xuống, tôi sẽ đưa cô đi lấy. Uyển Khanh, đừng nghe anh ta. Người mới tình cũ, chọn một trong hai, chọn tôi hay chọn anh ta? Đàm thiếu soái, tôi không biết trước đây Uyển Khanh có xích mích gì với cậu, nhưng mà không lâu trước đó, mẹ con bé vừa ngã bệnh qua đời ở Nhật Bản, con bé mới đưa lá rụng về cội để hoàn thành nguyện vọng của mẹ mình. Vậy nên xin Đàm thiếu soái đừng làm chuyện không tôn trọng người đã khuất. Ông chủ Mộc, tôi không hề bất kính với tôn phu nhân. Tôi cũng đã cất giữ tro cốt thỏa đáng. Chỉ cần Từ Đốc Quân gửi điện báo, tôi sẽ dâng tro cốt lên bằng cả hai tay. Trừ phi cậu đầu quân vào dưới trướng tôi như Quan Diệu đã nói, nếu không tuyệt đối không thể nào. Gửi điện cho cả nước là chuyện trọng đại, cũng không phải tôi không cho các người thời gian suy nghĩ. Nhưng mà Từ thiếu soái, anh phải đi với tôi một chuyến. Chỉ cần gửi điện báo một cái, tôi sẽ lập tức đưa anh về. Khoan đã, thả nấy ra, tôi đi với anh. Uyển Khanh, Uyển Khanh, con muốn làm gì vậy? Bố, con phải đi lấy lại hộp tro cốt của mẹ. Anh Đàm, tôi làm con tin cho anh. Anh đừng làm khó khách khứa của nhà họ Mộc chúng tôi nữa. Mẹ, con dốc này điên rồi à? Đúng là một đôi uyên ương số khổ. Cô hãy chứng minh cho tôi thấy cô thích hợp hơn anh ta đi.
tôi là con gái cả nhà họ Mộc, lại là con dâu nhà họ Từ. Anh bắt tôi đi là một mũi tên trúng hai đích, đồng thời bóp cổ cả hai nhà. Còn ai thích hợp hơn tôi đây? Con dâu của nhà họ Từ. Con... Hôm nay nhà họ Từ đến đây là để hỏi chuyện cưới xin. Vừa nãy những người ngồi đây đều thấy là tôi và Từ công tử nhảy điệu mở màn. Được, xem ra không có ai thích hợp hơn cô nữa. Ngô Hứng Ưng, dẫn người đi. Họ Đàm kia, bắt tôi đi. Thả cô Mộc ra, dẫn đi. Anh... Mời cô Mộc. Từ Đốc Quân, Bùi Đốc Quân, mạng của cô Mộc giao cho các người đấy. Tôi mong là sáng mai có thể thấy điện báo. Tiểu Tứ, ra đây cho anh. Dân. Cô dám lừa chúng tôi? Bùi thiếu soái, họ tên và điện thoại của tôi đều là thật. Có rảnh thì gọi cho tôi nhé. Tạm biệt. Cậu xem chuyện tốt cậu làm kìa. Sĩ quan phụ tá của Đàm Quyền Lâm, Đàm Tứ. Ký túc xá trường nữ sinh Sùng Đức, thành phố Thượng Hải. Ngay cả một con bé ranh con cũng không trông chừng được. Cậu có thấy mất mặt không hả? Thiếu soái, là lỗi của tôi. Không nói em phải không? Em có biết hôm nay suýt chút nữa em làm hỏng việc tốt của anh rồi không? Anh đừng giận nữa. Anh xem, hôm nay anh đưa mắt nhìn em một cái, em đã lập tức hiểu ý của anh ngay. Hai chúng ta phối hợp không chút kẻ hở. Đàm Tứ, mấy ngày tới không được cho nó ra khỏi trường. Dân. Anh. Ơ kìa. Anh. Từ Đốc Quân, con gái tôi đã làm con tin thay con trai anh đấy. Nếu sáng mai không gửi điện báo, các anh sẽ không thể lấy thêm một đồng lương quân đội nào từ chỗ tôi nữa đâu. Mộc Công, anh nói vậy là có ý gì? Anh đừng quên, anh làm ăn lớn như vậy ở bến Thượng Hải. Nếu không có Từ Đốc Quân chống lưng cho anh, nếu anh không có bán súng bên cạnh, thì dù anh vào nước đố đổ vách, trong mắt người khác cũng chỉ là một con cừu béo mà thôi. Vậy tôi nói rõ nhé, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, dù tôi là một con cừu béo, các anh cũng không thể ăn thêm một miếng thịt nào trên người tôi nữa. Đừng nói nữa, chuyện này liên quan đến tính mạng con gái nấy. Mộc Công cũng chỉ nhất thời sốt ruột thôi, bây giờ không phải lúc cãi cọ. Bố, con thấy con vẫn muốn đi một chuyến. Con muốn đi khuyên tên họ Đàm kia thêm một chút. Bây giờ đang lúc cần dùng binh, nếu có thể kêu gọi Đàm Gia Quân về dưới trướng chúng ta cũng là một cách tốt. Sau khi Đàm Tử Nghiêu chết, Đàm Gia Quân vẫn luôn mưu sinh bằng cách đánh trận cho các trấn thủ sứ, thu nhận loại lính đánh thuê. Thấy ai có sữa là xem như mẹ này về dưới trướng chúng ta cũng sẽ không trung thành với ta. Bố không phải lo lắng, nếu tên họ Đàm thực sự có suy nghĩ chết chùm thì tự gửi điện khắp cả nước tuyên bố chiếm lĩnh Thượng Hải là được. Anh ta đã muốn nhận được sự thừa nhận của bố, chứng tỏ anh ta không muốn ngang nhiên đối đầu với phụ quốc quân. Bác Uyển Khanh đi chỉ là muốn tìm một lối thoát thôi. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thượng Hải. Thiếu soái, dân.
Lính của anh cũng qua quýt quá đi mất. Sao có thể dùng nước sôi để pha long tỉnh được? Dĩ trà đắng ngắt, nhưng mà cơm nước cũng được. Có điều hơi dầu mỡ. Lần sau đưa món thanh đạm một chút. Cô làm con tin mà cũng hưởng thụ ra phết nhỉ. Thuyền đến đầu cầu ác sẽ thẳng. Anh cũng không dám làm gì tôi. Không dám làm gì cô ư? Anh làm gì vậy? Anh trả trò cốt của mẹ tôi cho tôi. Vậy phải xem bao giờ từ bá quân, bố chồng tương lai của cô, gửi điện báo đã. Anh nói chuyện đừng lại gần tôi như vậy, tôi có thể nghe thấy. Được. Vậy cô nói xem, cô muốn lấy Từ Quang Diệu thật ư? Dạ đấy. Thẳng thắn đấy. Nói đi, sao lại lừa tôi? Sao lại muốn làm con tin thay Từ Quang Diệu? Trước đây Từ thiếu soái từng cứu tôi, tôi thay anh ấy xem như là trả ơn. Chỉ vậy thôi ư? Chỉ có vậy thôi. Vậy thì đến lượt anh trả lời câu hỏi của tôi rồi. Sao anh lại đồng ý để tôi đi thay Từ thiếu soái? Trước đây tôi đã nói rồi, người phụ nữ xinh đẹp thế này muốn đi theo tôi, sao tôi phải từ chối cơ chứ? Anh nghĩ tôi sẽ tin lệnh nói ư? Vậy tôi sẽ tin lời cô nói hay sao? Cô đến Thượng Hải không chỉ để an táng mẹ cô, phải không? Tôi đã dành thời gian tìm hiểu. Thật ra cô mới là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Mộc. Còn Thôi phu nhân ở dinh thự Mộc bây giờ, thật ra là người hầu theo mẹ cô về nhà chồng. Em gái cô là con riêng của bố cô và người hầu đi theo. Đúng chứ? Đáng tiếc 10 năm trước anh trai cô chết thảm. Trong lúc đau lòng, mẹ cô đã dẫn cô đến Nhật Bản xa xôi, mới để mụ người hầu kia và đứa con riêng được đà leo lên. Ai gặp phải chuyện ấy cũng không thể nuốt trôi cục tức này nhỉ? Anh đừng có dùng chiêu khích tướng với tôi. Tôi về Thượng Hải là để an táng mẹ tôi. Người ta là chim sẻ bay lên cành cây biến thành phượng hoàng. Nhưng cô thì sao? Là phượng hoàng rớt đài không bằng gà. Cô phải sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu thế nào đây? Tôi cũng thấy sầu thay cô luôn đấy. Tôi khuyên anh vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Nếu Từ đốc quân không gửi điện báo, tôi xem anh làm thế nào. Làm vợ chồng một hồi, cô đã khó giữ thân mình rồi, mà còn lo lắng cho tôi nữa. Bộ tư lệnh phòng thủ Thượng Hải. Thiếu soái, Từ Quang Diệu đến rồi. Hôm nay tôi may mắn thật đấy. Đưa anh ta lên đây. Vâng. Quy định quản lý thẩm vấn. Từ thiếu soái, mời. Uyển Khanh, em không sao. Từ thiếu soái, không biết tin lần này anh đem đến là tin tốt hay tin xấu đây? Là tin tốt hay tin xấu thì phải xem Đàm thiếu soái chọn thế nào. Nghĩa ý trong lời nói của anh là muốn đàm phán với tôi à? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Nếu bàn bạc thành công, đương nhiên là tốt. Bàn không thành công, anh có thể bắt tôi để uy hiếp bố tôi.
anh Quang Diệu. Sao hả? Tôi dám đến, Đàm thiếu soái lại không dám bàn ư? Từ thiếu soái, muốn bàn chuyện gì? Tôi xin rửa tay lắng nghe. Bản tiền đồ của anh thú vị đấy, nói nghe xem nào. Bùi đốc quân, nào uống trà đi. Từ đốc quân, nếu không phải để cứu cô bé của Mộc Phủ thì thằng bé Quang Diệu này cũng không phải hạ thấp thân phận, đích thân đến tận nơi nói chuyện với con trai của một tên mã tặc. Không cần nói mấy lời này nữa, Quang Diệu là một đứa trẻ có lương tâm, cậu ấy không quên. Là Uyển Khanh nhà chúng tôi đã chịu tội thay cậu ấy. Thì ra đây chính là cách tìm tiền đồ giúp tôi mà Từ thiếu soái đã nói. Nghe cũng khá có lý. Nếu anh đồng ý ba quy ước, giao binh quyền tài sản và giải tán Đàm gia quân, vậy thì bố tôi không chỉ gửi điện báo thừa nhận anh, mà còn lấy danh nghĩa học trò Từ gia để tiến cử anh lên tổng bộ lục quân. Chỉ cần giấy bổ nhiệm đến nơi, anh đã là tư lệnh Thượng Hải chính đáng rồi. Chim khôn chọn cây mà đậu, bây giờ vào cửa phủ đốc quân của tôi chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Chim khôn chọn cây mà đậu, câu này nói rất hay, tôi rất tán thành. Vậy làm sao tôi mới có thể chắc chắn trong mắt bố anh tôi là con chim khôn ấy hay là con ngỗng béo đây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.